Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng David. Vậy Na-than đến cùng người mà rằng: trong một thành kia có hai người, người này giàu còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người. Nó như một con gái của người vậy. Và có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc, không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Na-than rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Bây giờ Na-than nói cùng David rằng: vua là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sao-lơ, ta cũng ban cho người nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Giu-đa. Và nếu điều đó không đủ, ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. David bèn nói cùng Na-than rằng: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng David rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho ngươi hẳn sẽ chết. Đoạn Na-than trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn. Đoạn người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. Các trưởng lão trong nhà trỗi dậy đứng chung quanh người đặng đỡ người lên khỏi đất, nhưng người không khứng và chẳng ăn với họ. Ngày thứ bảy, đứa trẻ chết. Các tôi tớ của David ngại cho người biết đứa trẻ đã chết, vì họ nói rằng: lúc đứa trẻ còn sống, chúng tôi có khuyên giải vua, vua không khứng nghe chúng tôi. Vậy làm sao chúng tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro. Nhưng David thấy những tôi tớ nói nhỏ nhỏ, hiểu rằng đứa trẻ đã chết, nên hỏi rằng: có phải đứa trẻ đã chết chăng? Họ thưa: phải, đã chết rồi. Bây giờ David chờ dậy khỏi đất, tắm mình, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lại. Đoạn người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình và người ăn. Các tôi tớ hỏi người rằng: vua làm chi vậy? Khi đứa trẻ này còn sống, vua kiêng ăn và khóc vì nó, và bây giờ nó đã chết, vua chờ dậy và ăn. Vua đáp: khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng: nào ai biết, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi?
ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. David an ủi Bát-sê-ba vợ mình đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-thang đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn và hãm lấy đế đô. Người sai sứ giả đến cùng David mà nói rằng: tôi có đánh Ráp-ba và hãm lấy thành ở mạng dưới rồi. Bây giờ vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng? Vậy vua David nhóm hiệp cả dân sự kéo đến đánh Ráp-ba, vây và hãm lấy nó. Người lột cái mão triều thiên của vua dân Ammon đội trên đầu. Mão đó cân nặng 1 ta lân vàng, có trang sức những bửu thạch. David đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải thành mà đem đi. Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt và lò gạch. Người cũng đãi hết thảy thành của dân Ammon như vậy. Đoạn, David và cả dân sự đều trở về Jerusalem. Chương 13. Kế sau ấy xảy có việc này. Absalom, con trai của David, có một em gái ruột tên là Tama, rất lịch sự. Amnon, con trai của David, thương nàng. Amnon mê mệt vì cớ Tama em gái mình đến đổi thành bệnh, vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Amnon được chi với nàng. Vả Amnon có một bạn hữu tên là Jonadab, con trai của Shimea, là anh David. Người này rất quỷ quyệt. Jonadab nói cùng Amnon rằng: hỡi vương tử, nhân sao một ngày một hao mòn như vậy? Vương tử sẽ thú thật với tôi chăng? Amnon đáp: ta thương Tama, em gái của Absalom, là em trai ta. Jonadab nói cùng người rằng: vương tử hãy nằm trên giường làm bộ đau, rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói rằng: con xin cha cho Tama, em gái con, đến cho con ăn. Nó sẽ dọn món ăn trước mặt con. Con sẽ thấy nó làm và sẽ nhận lấy đồ ăn từ nơi tay nó. Vậy Amnon nằm làm bộ đau. Vua đến thăm thì Amnon nói cùng vua rằng: con xin cha cho Tama đến đây làm 2 cái bánh nhỏ tại trước mắt con. Con sẽ nhận lấy bánh ấy nơi tay nó. David sai người đến cùng Tama, bảo nàng rằng: hãy đi đến nhà Amnon, anh con, và làm món chi để ăn. Tama đi đến nhà anh mình, người đang nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống và truốt bánh ra trong mâm. Nhưng Amnon từ chối không ăn, bèn nói rằng: hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. Bây giờ Amnon nói cùng Tama rằng: hãy bưng đồ ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Tama bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Amnon anh mình ở trong phòng. Nàng dâng bánh cho người ăn, nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. Nàng đáp với người rằng: không được anh, chớ làm nhục tôi, vì trong Israel người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô hạnh này, tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu? Còn anh sẽ như một người ô danh trong Israel. Thà anh nói cùng vua thì hơn, vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. Nhưng Amnon không khứng nghe nàng, và vì người mạnh hơn, bèn gian hiếp nàng, nằm cùng nàng. Rồi đó Amnon lấy làm gớm ghét nàng quá, đến đổi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Amnon nói cùng nàng rằng: hãy đứng dậy đi đi. Nàng đáp: chớ đuổi tôi đi, mà làm cho tôi một sự quấy lớn hơn sự quấy anh đã làm rồi. Nhưng người không khứng nghe nàng, bèn gọi một đứa trẻ hầu hạ mà biểu rằng:
hãy đuổi đàn bà này ra khỏi trước mặt ta, rồi đóng cửa khóa chốt lại. Vả, nàng mặc một cái áo trong dài, vì các công chúa đều mặc áo như thế đang khi còn đồng trinh. Vậy, tôi tớ của Amnon đuổi nàng ra và đóng cửa lại. Tama bèn bỏ tro trên đầu mình, xé áo dài và bưng tay trên đầu, vừa đi vừa cất tiếng la. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng, có phải Amnon, anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em, hãy làm thinh, vì là anh của em, chớ lấy sự đó mà cực lòng quá. Như vậy, Tama ở riêng ra nơi nhà Absalom anh nàng. Vua David hay được các điều đó bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama, em gái mình. Cách 2 năm sau, đang lúc Absalom hớt lông chiên mình tại Ba Anh Hát So gần Ephraim, người mời hết thảy các vương tử. Absalom đến cùng vua mà thưa rằng, kẻ tôi tớ vua có những thợ hớt lông chiên nơi nhà. Vậy xin vua cùng quần thần của vua đến nhà kẻ tôi tớ vua. Nhưng vua đáp cùng Absalom rằng, không được con, hết thảy chúng ta không đi đến nhà con, vì sẽ làm tổn phí cho con. Mặc dầu Absalom cố nài, David không chịu đi đến đó, nhưng David chúc phước cho người. Absalom bèn nói rằng, nếu vua không đến, xin cho phép Amnon anh tôi đến cùng chúng tôi. Vua đáp, cớ sao nó sẽ đi đến cùng con? Nhưng Absalom cố nài, đến đổi vua để cho Amnon và hết thảy vương tử đi với người. Vả, Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy ý tứ, xem khi lòng Amnon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi, hãy đánh Amnon, thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi. Ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó, khá can đảm, tỏ mình ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom xử Amnon y như người đã truyền cho họ. Bây giờ, các vương tử đứng dậy, cởi lừa và chạy trốn. Đang khi các vương tử ở dọc đường, có tiếng thấu đến vua David rằng, Absalom đã giết các vương tử rồi, không có một ai thoát khỏi. Vua đứng dậy, xé áo mình và nằm dưới đất. Hết thảy tôi tớ người đứng chầu gần bên, áo cũng xé rách. Nhưng Jonadab, con trai Shimea là anh David, cất tiếng nói rằng, xin Chúa tôi chớ tưởng rằng các vương tử của Chúa đã bị giết hết, vì chỉ một mình Amnon bị chết thôi. Ấy là việc Absalom đã định ý làm từ ngày Amnon gian hiếp Tama, em gái của người. Ấy vậy xin vua Chúa tôi chớ tưởng rằng hết thảy vương tử đã chết, chỉ một mình Amnon chết đó thôi. Absalom đã chạy trốn. Kẻ tôi tớ đang ở vọng canh, ngước mắt lên, nhìn thấy một đoàn người đông lắm đi tới, do theo đường Tây về phía núi. Jonadab tâu cùng vua rằng, tôi thấy các vương tử đến, việc đã xảy ra y như tôi tớ vua đã nói. Người nói vừa dứt, thì thấy các vương tử đến, họ đều cất tiếng lên khóc. Vua và hết thảy tôi tớ cũng đều tuôn tràn giọt lụy. Còn Absalom đã chạy trốn và ẩn tại nhà Thanh Mai, con trai Amihud, vua xứ Geshur. David để tang cho con trai mình luôn luôn. Absalom trốn tại xứ Geshur 3 năm. Đoạn, vua David bỏ không đuổi theo Absalom nữa, vì vua đã được giải buồn về sự chết của Amnon. Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp.
Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các diền mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chương 10. Năm thứ ba, đời vua Siru nước Pherosher, có một sự tỏ ra cho Daniel, cũng gọi là Bên-tơ-sát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Daniel hiểu sự đó và rõ được ý của sự hiện thấy. Trong những ngày đó, ta, Daniel, đang buồn rầu trải 3 tuần lễ trọn. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không sức dầu chi hết cho đến chừng 3 tuần đã mãn. Ngày thứ 24 tháng Giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hideke. Ta nhướng mắt nhìn xem, này, một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng Ufa. Mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đuốc cháy. Tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Ta, Daniel, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó, nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. Vậy, ta sót lại một mình, và thấy sự hiện thấy lớn đó, thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta không còn sức nữa. Xong, ta còn nghe tiếng của những lời người, và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất. Bây giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Đoạn người đó nói cùng ta rằng, hỡi Daniel là người rất được yêu quý. Hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy. Đoạn người bảo ta rằng, hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Pherosher đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Mikael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pherosher. Bây giờ, ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Trong khi người nói cùng ta những lời đó, ta cúi mặt xuống đất và làm thinh. Này, có đấng bộ dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng, hỡi Chúa tôi,
sự buồn rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện thấy này. Tôi không còn sức nữa. Thể nào đầy tớ Chúa tôi nói được cùng Chúa tôi? Vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức lực nào trong tôi và cũng không còn hơi thở trong tôi nữa. Bây giờ, đấng có bộ dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. Người bảo ta rằng, hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi, nguyên cho sự bình an ở với ngươi. Hãy mạnh bạo, phải hãy mạnh bạo đi. Khi người đang nói cùng ta, ta lại được sức mà nói rằng, hỡi Chúa xin hãy nói, vì Chúa đã khiến tôi nên mạnh. Người lại nói cùng ta rằng, ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Pharaoh, và khi ta đi, kìa, vua của Greg sẽ đến. Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Micael là vua các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.